Đồng bằng sông Cửu Long không phải là khu vực duy nhất bị thiệt hại nặng nề do hạn mặn kéo dài, mà khu vực Tây Nguyên cũng đang khốn đốn với tình trạng vườn hồ tiêu và cà phê chết dần do thiếu nước, thưa quý vị. Từ giữa tháng 3, giá hồ tiêu sau khi giảm xuống còn 130.000 đồng một ký đã bắt đầu tăng trở lại do hạn hán làm chết cây. Đến ngày 30 tháng 3, giá hồ tiêu trên thị trường dao động từ 147.000 đến 151.000 đồng một ký, tăng gần 20.000 đồng một ký so với 2 tuần trước. Tương tự, giá cà phê tại Tây Nguyên dao động từ 32.700 đồng đến 33.200 đồng một kg, tăng 100 đồng so với ngày hôm trước. Nguyên nhân cũng do hạn hán kéo dài. Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy, đến cuối tháng 3, Tây Nguyên có 167.000 hecta cây trồng bị hạn hán, thiếu nước tưới, trong đó có 14.600 hecta lúa và gần 153.000 hecta cà phê. Và nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài, diện tích bị thiệt hại sẽ còn tiếp tục tăng lên. Cũng liên quan đến vấn đề hạn hán thì mới đây lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Lâm Đồng đã huy động các xe cứu hỏa để mang nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt cấp thiết của người dân tại các nơi bị khô hạn nghiêm trọng. Hôm 28 tháng 3, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3 phụ trách 4 huyện Đơn Dương, Lâm Hà, Đức Trọng và Đam Rông của tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức đưa hơn 22 khối nước sạch về huyện Đức Trọng để phục vụ cho 500 hộ dân tộc thiểu số và một số điểm trường học đang thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Cùng với đơn vị này, cứ cách 3 đến 4 ngày, phòng hậu cần trang bị kỹ thuật và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2, khu vực Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức một đợt đưa 8.000 lít nước về các khu vực trường học và dân cư xa nguồn nước. Trước tình hình khô hạn vẫn còn diễn biến phức tạp, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ tiếp tục cung cấp nước sạch cho nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa trong tỉnh để đáp ứng nhu cầu tối thiểu về nước sinh hoạt cho người dân.